Chào tất cả các bạn nha. Nay mình chia sẻ các bạn cách vú sầu riêng phơi nắng. Đây là những trái sầu riêng mình mới bẻ ngoài vườn vô đem vô mình phơi nắng nè các bạn. Đây là những cái trái sầu riêng còn còn sống nha. Mới bẻ vô cái đợp luôn. Đây, mình sẽ phơi nắng. Bên này phơi nắng tự nhiên. Đây là cách mình vú sầu riêng phơi nắng tự nhiên nha các bạn. Rất là hiệu quả, ăn không có bị độc nha các bạn. Thường thì người ta sẽ nhúng thuốc nguyên trái như nhúng cuốn, còn mình thì sầu riêng này thì mình phơi nắng tự nhiên nha. Mình phơi nắng khoảng một ngày, 1 đến 2 ngày, trái sầu riêng của mình nó sẽ chín nha các bạn, nó sẽ chín tự nhiên, không như các loại sầu riêng người ta bán ngoài chợ thì người ta nhúng thuốc không à. Còn mình thì nhúng tự nhiên. Đây là cách ăn không có bị bệnh nha các bạn, rất tốt. Những trái sầu riêng nó đã già, nó già, gai nó già, các bạn thấy không? Những trái sầu riêng này nó gai nó già, nó chỗ đầu màu hết trơn, nó chuyển màu đen sậm nè ha. Mấy trái này nó già tới luôn. Giờ này dắt trưa các bạn, trưa trời nắng gì là sầu riêng nó nóng, nó hừng 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 lên là trái sầu riêng mình nó màu chín lắm. Này mình phơi nắng khoảng 1 đến 2 ngày là đem vô nhà khoảng chừng 3 đến 4 ngày. Từ 3 đến 4 ngày là sầu riêng của mình là chín, ăn rất là ngon các bạn. Các bạn thấy không? Đã chưa? Trái nào trái nấy là trái này quá bự luôn, trái này khoảng 4 kg. Bạn thấy không? Quá ngon, trái này đều gan luôn các bạn, muối không luôn nè, không có lép luôn. Hiện tại thì sầu riêng chín á các bạn, thì bạc hàng ta cân vô khoảng 50.000 ký, giá lúc này nó hơi bèo nha các bạn, tại do bệnh dịch á, giá cả nó hơi rẻ, mà như gì là giá cũng có giá lắm rồi các bạn ơi. Đây, mình bẻ vô một mớ, mình để phơi nắng tự nhiên là rồi mau có bán các bạn, còn để trên cây thì nó chín, cây thì nó chín lâu lắm, khoảng 1 ngày 3-4 ngày thì mới chín trái. Còn này mình trái lựa là trái nào nó già thì mình bẻ vô hết, mình để tự nhiên gì nữa chín là ăn, độ chín của nó là 90% nha các bạn, không thua gì chín cây luôn á, tại vì mấy trái này nó già chang này, phơi nắng gì là rất là tốt luôn. Trời cái này nắng dữ lắm luôn các bạn, nắng mà nó hực hơi đó. Đây, video tới đây mình kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người xem cách mình vú sầu riêng tự nhiên nha các bạn. Hẹn các bạn những video mới nha.